Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo sĩ Tử Thông Quý vị thân mến à, Cuộc đời mỗi người thì lúc thăng, lúc trầm, lúc ngọt bùi, có lúc lại còn đắng cay, ly hợp à, Trời sinh mỗi người một số mệnh Có người khổ cực vất vả ở cái thời điểm này Nhưng lại sung sướng ở cái thời điểm khác Đúng như câu nói, khổ trước sướng sau, thế mới giàu Được biết nữ mệnh tuổi nhâm tý sinh năm 1972 Khi còn nhỏ, đã có cuộc sống cơ cực và vất vả Cơm ăn khủng độ không đủ no, áo thì không đủ mặc. Lúc trưởng thành cũng không khấm khá là bao. Phải lao lũ kiếm từng đồng để mưu sinh, nhưng nghèo mãi vẫn cứ hoàn nghèo. Tuy nhiên, do ăn ở tích đức luôn làm việc thiện, nên là những người tuổi này thì may mắn được ơn trên ban lộc, phước đức đầy nhà. À, mọi khó khăn, mọi vất vả đều được tan biến. Đặc biệt, khi bước sang năm 2025, năm Ất Tỵ thì bản mệnh sẽ đón nhận những cái sự sung túc đủ đầy, tiền vàng ngập két. 10 phân vẹn 10, hưởng một cuộc sống vinh hoa phú quý, hậu vận thì giàu sang, gia đạo thì viên mãn. Vậy thì cái vận trình của những người tuổi nhâm tý sinh năm 1972, Nếu mạng trong cái năm 2025 năm bất tỵ sẽ ra sao? Cát hung thế nào? Đó. Xin mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây để nắm được cái vận thế của mình. À, thưa quý vị, nhưng mọi người đã biết ấy, thì những người tuổi nhâm tý sinh năm 1972 ấy, thì năm 2024 vẫn còn vướng phải cái hạn tam tai lại vào cái hạn năm ba nữa đúng không ạ và bước sang năm 2024 thì đây là một cái năm mà được quý nhân giúp đỡ do nhâm lấy tị làm làm quý nhân vậy nên là báo hiệu một năm 2025 với nhiều cái may mắn và anh thông và để biết rõ hơn về cái vận trình của những người tuổi nhâm tý thì trong chương trình ngày hôm nay tử thông cũng sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về cái vận thế chi tiết của những người tuổi nhâm tý trong năm 2025 năm bất tỵ đúng không ạ À, bên cạnh đó thì tử thông cũng sẽ chi tiết về vận trình chi tiết trong từng tháng để quý vị nắm rõ được cái vận thế của mình trong từng cái thời điểm từ đó sẽ đưa ra những quyết định đúng đắn hơn trong công việc trong cuộc sống để quý vị có một năm bình yên may mắn tài lộc dồi dào à, như quý vị đã biết đấy, những người tuổi nhâm tý là những người có năm sinh là 1972 người này có thiên can là nhâm đó địa chi là tý những người tuổi nhâm tý thì có lá số là dương nữ có ngũ hành nạp âm là tang đố mộc cung mệnh là cung khảm tục thủy đó được gọi là sơn thượng chi thử có nghĩa là chuột trên núi có xương con chuột tướng tinh con heo con nhà thanh đế quan lộc tân khổ thưa quý vị à, nữ mạng tuổi nhâm tý là những người có số mệnh tốt lành cả đời thì nhàn nhã sung sướng họ là những người thông minh học rộng biết nhiều hiểu biết về pháp luật cũng rất là tôn trọng cái tiết lễ truyền thống những người này thì đề cao cái tính tập thể đoàn kết tuy đôi lúc họ thể hiện cái thói ích kỷ song về bản chất thì tính cách của họ rất là hòa nhã thân thiện luôn quan tâm chăm sóc những người khác bản thân họ cũng là những người mà rất trọng danh dự luôn chú ý giữ gìn cái hình tượng của mình à, cuộc đời của những người tuổi nhâm tý nữ mạng được dân gian đúc kết trong những câu thơ sau đây nhâm tý tuổi số mạng như vậy à, phong xương cũng lắm tha phương cũng nhiều số này cách trở quê hương à, đi xa xứ khác sinh phương nên nhà số phải khắc khẩu mẹ cha ở gần thì cay đắng, đi xa thì buồn. À, số này cách trở lương duyên, thay nhà đổi bạn chuyên chuyên lắm bề. Chẳng nhờ cốt nhục họ hàng, à, chẳng nhờ cốt nhục họ hàng, tự mình lập nghiệp cửa nhà mới nên. Tiền vận chẳng đặng thành thơi, trở về cuối vận an nhàn tấm thân. À, những người tuổi dâm tý nhờ có quý nhân, tu nhân tích đức mà được trời ban cho cái phúc lộc dồi dào. Và cái năm 2025, năm bất tỵ thì những người tuổi nhâm tý là 54 tuổi vừa thoát khỏi cái hạn năm ba Đã đi qua quá nửa đời người rồi, biết nhiều, hiểu nhiều, hiểu được rằng cái thiên mệnh là không thể làm trái Bởi vậy, nửa đời sau thì những người tuổi nhâm tý hãy cứ sống chậm lại, tận hưởng những điều tốt đẹp mà cuộc sống mang lại cho quý vị Nhất là trong năm 2025 tới đây thì nữ mạng tuổi nhâm tý hãy mở lòng mình ra để đón nhận những cái điều tốt đẹp đến với mình nhé À, thưa quý vị, thì đầu tiên chúng ta cùng xét về cái mối quan hệ thiên can địa chi đúng không ạ? Chúng ta có địa chi tí đúng không ạ? Chúng ta có tí gặp tỵ tí thủy gặp tị hỏa, nó là cục diện là gì? Nó là khắc thái tuế động, khắc năm, khắc năm. Vậy nên là gì? Trong năm 2025 năm bất tỵ thì những người tuổi nhâm tý đời sống vật chất hay là tinh thần nói chung đều không quá à, không quá nhiều thăng trầm. Tình cảm vợ chồng thì cũng khá hài hòa, gia đạo thì an yên. Trong năm thì đón nhiều tin vui về chuyện học hành, cưới xin đó. À, bên cạnh đó À, do là gì trong năm 2025 ấy khắc được thái tuế nên là cái vận trình nó cũng sẽ đôi đôi phần nó gặp chắc trở đôi phần gặp khó khăn và quý vị dễ bị lao lực dễ bị gì tổn tài đấy vì vậy nên để gia tăng thêm may mắn cho mình thì những người tuổi nhâm tý hãy luôn nhớ nhé mang theo bên mình một cái kim bài thái tuế để nghênh đón thái tuế nghênh đón cái vị thần sát lớn nhất trong năm à, giúp quý vị có một năm bình yên may mắn tài lộc dồi dào à, các cụ có câu là gì thái tuế đương đầu tọa vô hỉ ác hiệu họa một thái tuế lại cái là cái vị thần sát lớn nhất trong năm là tối đẳng thượng thần nên là gì khi ngày đến chúng ta hãy nghênh thái tuế để có được một năm bình yên may mắn cát lợi hành thông đó à, quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái kim bài thái tuế mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi nhâm tý sinh năm 1972 nữ mạng à, thưa quý vị à, tiếp theo chúng ta cùng xét về cái mối quan hệ thiên can chúng ta có thiên can nhâm nó nhâm gặp ất thì nó là thương quan Nói chung ấy, năm 2025 năm bất tỵ thì dưới các các tác động của cái thiên thương quan nên là những người tuổi nhâm tý nữ mạng có xu hướng là sông sáo nhiệt tình nhưng mà dễ trở nên cao ngạo và nóng nảy. À, quý vị tránh cái việc là phá luật hãy tuân thủ mọi cái phép tắc để đề phòng những cái vướng mắc đấy nó sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của mình. Bên cạnh đó cái thương quan năm vận nó gây ra nhiều cái tình trạng là gì quý vị dễ bị kẻ tiểu nhân tìm cách hãm hại hay lén sau lưng mà sinh ra chuyện kiện tụng thị phi Bên cạnh đó, trong công việc thì dễ bị tiểu nhân ngáng đường cản lối, khó có thể hoàn thành được cái nhiệm vụ được giao. Cũng như là gì? Công việc thì tưởng chừng như đã hoàn thành rồi thì bỗng bị gì có những cái sự cố bất ngờ, nó gây ra những cái khó khăn khiến quý vị không được toại lòng như ý. À, thưa quý vị, tiếp theo chúng ta cùng xét vào cái năm 2025 năm bất tỵ. Thì năm 2025 năm bất tỵ chúng ta có địa chi tỵ á, địa chi tỵ thì nó ẩn tàng cái thiên can là bính, mậu và canh. và chúng ta có nhâm gặp bính thì nó là thiên tài, Nhâm gặp Mậu nó thất sát và Nhâm gặp Canh thì nó là thiên ấn. Đấy. Như vậy là gì? Trong cái năm thì vẫn còn chứa những cái cát tinh như là cái thiên tài và cái thiên ấn. Bên cạnh đó nó cũng có cái sát tinh là thất sát. Đấy. Thì vậy thì cái ảnh hưởng của cái thiên can ẩn tàng nó sẽ uh, ám vận như thế nào đến cái vận trình của những người tuổi Nhâm Tý thì xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. Thì đầu tiên chúng ta cùng xét Nhâm gặp Bính thì nó là thiên tài. Nói chung trong năm 2025, năm bất Tị được thiên tài nó giúp sức nên là mọi kế hoạch kiếm tiền, mọi kế hoạch làm giàu của những người tuổi nhâm tý cũng sẽ dễ dàng được thực hiện. Nó sẽ diễn ra cực kỳ là suôn sẻ và hanh thông. Quý vị được dự báo là sẽ gặp nhiều cái chuyện may mắn trong cái chuyện làm ăn kinh doanh buôn bán, có thể tận dụng cái thời cơ này để phát tài phát lộc. Nếu như quý vị khéo léo trong việc thu chi thì không chỉ là cái chuyện đủ lo đủ cái cuộc sống hàng ngày mà còn có tích lũy để trở nên giàu có hơn hoặc là gì mở rộng công ty cũng như là gì có khả năng là đầu tư thì lại sinh lời bên cạnh đó trong cái tháng này chúng ta có nhâm gặp mậu thì nó là thất sát đấy cái thất sát hay là cái thiên quan ấy nó sẽ khiến cho những người tuổi mậu tí chịu nhiều cái tác động bất lợi đấy do có tiểu nhân rình rập đố kỵ và tìm cơ hội để ám hại à, tất cả những cái nỗ lực của quý vị đã xây dựng bấy lâu nay thì có thể bị kẻ xấu hoặc là bị kẻ tiểu nhân phá hoại hết à, nếu mà lúc này quý vị vẫn thiếu cái sự chủ động không có cái sự linh hoạt quyết đoán thì mọi chuyện sẽ còn gì gay go hơn nữa đấy vậy nên là gì cái thất sát này nó cũng sẽ gây ra cho quý vị những cái tình trạng là có đường quan lộ thì cũng gặp nhiều cái trắc trở và khó có thể uh, được mọi chuyện như ý vì vậy để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc và hóa giải cái hạn tiểu nhân hãm hại thì trong năm 2025 năm bất tỵ những người tuổi nhâm tý 1972 nữa mạng quý vị hãy luôn nhớ nhé mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân thân tý thìn để mà trợ mệnh hộ thân Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tâm hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi nhâm tý sinh năm 1972 nữ mạng. À, thưa quý vị, thì bên cạnh cái thất sát này thì chúng ta có nhâm gặp canh thì nó là thiên ấn. Nói chung những năm 2025 năm bất tỵ thì được thiên ấn nó che chở nó giúp đỡ. Vậy nên May mắn là con đường sự nghiệp của những người tuổi nhâm tí 1972 ấy, thì cũng đưa được nâng bước. À, các bạn có thể hoàn thành tốt những cái nhiệm vụ được phân công. Thì đây cũng là cái thời điểm để cho các bạn nhanh chóng khẳng định cái năng lực của mình và mở ra những cái cơ hội phát triển trong tương lai. Đó. À, thưa quý vị, à, bên cạnh cái thiên can ẩn tàng này thì chúng ta cùng xét về cái vận hạn của năm, đúng không ạ? Những người tuổi nhâm tý 1972, nữ mạng thì năm 2025 năm mất tị là 54 tuổi. Năm 24 tuổi quý vị sẽ gặp cái sao hạn là cái sao thủy diệu đúng không? Gặp hạn năm là hạn toán tận. Trong năm nay thì quý vị không bị phạm kim lâu nhưng bị phạm hoang ốc đấy. Và năm nay thì cũng vừa mới thoát khỏi cái năm tam thai năm thứ ba. Vậy thì những cái vận hạn này nó ảnh hưởng như thế nào đến những người tuổi nhâm tý? Thì đầu tiên chúng ta cùng xét về cái sao thủy diệu nhá, cái sao thủy diệu. À, thưa quý vị, à, thủy diệu hay còn được gọi là cái sao thủy đức tinh quân ấy, nó chủ về gặp đại nhân đi xa thì có của. Cái sao thủy diệu là cái sao phúc lộc nhưng lại là sao xấu với nữ. Cái sao này chiếu mệnh thì năm đó nữ mệnh sẽ bị xấu dễ gặp những cái tai nạn liên quan đến sông nước dễ gặp cái điều tiếng thị phi đổi trắng thay đen năm 2025 nữa năm tị thì, thì những người tuổi nhâm tý nữ mệnh ấy thì gặp cái hạn này thì cần phải cẩn trọng trong chuyện lời ăn tiếng nói tuyệt đối không nên để xảy ra những tình trạng tranh chấp tranh cãi cãi cọ mà gây ra thiệt thân à, những người gặp sau này nó chiếu mệnh thì thường xấu nhất vào hai tháng đó là tháng tư và cái tháng 8 âm lịch vì vậy mà hai cái tháng này thì quý vị phải hết sức lưu ý đề phòng nhé À bên cạnh đó, chúng ta xét về cái hạn năm, cái hạn năm là cái hạn toán tận. À các cụ có nói là gì? Toán tận vận đến thỉnh lình, đàn ông rất kỵ bỏ mình nhiều khi. Đó, cái hạn này nó chủ về tiền bạc, cần phải cẩn thận, kẻo lại hao tài tốn của và dễ bị ngộ độc. Cái hạn này nó thường xảy ra những cái tai nạn đột ngột bất ngờ. Đấy, à, cũng rất khó có thể đề phòng được. Đấy, đây cũng là một cái hạn lớn gây ra thiệt hại nặng nề về tiền bạc và về tài sản. Sức khỏe trong năm thì cũng sẽ bị ảnh hưởng đấy và gia chủ cũng hết sức là cần phải lưu ý à, vốn cái hạn toán thận nó là một cái đại hạn nó chủ về tài sản tiêu hao về tài sản mà không dự tính được trước mỗi khi đi ra ngoài thì tốt nhất quý vị cũng không nên mang qua theo quá nhiều cái trang sức tiền bạc trên người chỉ cần mang đủ chi tiêu để tránh tình trạng là à, hao hụt có tiền bạc bên cạnh đó thì trong cái năm 2025 nó bất tị thì để mang lại cái may mắn và hóa giải những cái hạn xung sát này đi ấy, thì những người tuổi nhâm tý sinh năm 1972 nữ mệnh ấy, Quý vị hãy luôn nhớ nhé, hãy luôn mang theo bên mình một cái vật phẩm phong thủy tên là vạn phúc chi nhân. À, vạn phúc chi nhân là cái pháp khí phong thủy của nhà Phật, đó mặt trước nó có chữ vạn, mà sau là chữ phúc, à, tượng trưng cho vạn điều may mắn, phúc lộc dồi dào. Đó. À, phía dưới nó là một cái viên đá ruby, mà quý vị biết đấy, cái đá ruby là một cái loại đá quý trong phong thủy, được sử dụng làm cái trang sức phong thủy cao cấp. Nó mang một cái nguồn năng lượng dương cao. Vì vậy, khi mang theo bên mình thì nó sẽ giúp cho quý vị và các bạn là tăng cường cái may mắn, tăng cường cái tài lộc và đây cũng là một cái vật phẩm phong thủy của nhà Phật nó cũng sẽ giúp quý vị hóa giải cái vận cái vận hạn của năm à, giúp quý vị có một năm bình yên may mắn tài lộc dồi dào cái vật phẩm này quý vị có thể dùng trọn đời nhé dùng trọn đời đây là một cái trang sức phong thủy rất là đẹp à, quý vị cái vạn phúc chi nhân này cũng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ quý vị hãy cứ liên lạc trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vạn phúc chi nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi nhâm tí 1972 nữ mạng nhé à, Thưa quý vị thì ngoài những cái sao hạn vận hạn này ra ấy, thì trong năm 2025 năm Ất Tỵ thì dưới cái sự tương trợ của cái lưu niên Long Đức đấy và cái quý nhân thiên khôi những người tuổi nhâm tí nữ mạng thì có sự nghiệp cũng khá là thuận lợi trong cái năm này à, quý vị sẽ trở thành người có trách nhiệm hơn nên là luôn chủ động giải quyết những công việc thuộc cái trách nhiệm của mình cũng không hề đùn đẩy cho người khác thậm chí là quý vị còn sẵn sàng hỗ trợ trợ giúp những người khác vui vẻ và chia sẻ những kinh nghiệm đã biết để mọi người đều được cải thiện cái kỹ năng làm việc của mình gia tăng thêm cái hiệu suất chính vì thế mà quý vị cũng sẽ nhận được rất nhiều cái cảm kích cho năm nay mọi việc quả thực là đang tiến triển theo những cái gì mà quý vị đã dự tính từ trước nhờ thế mà thu nhập của những người tuổi uh, nhân tí nữ mạng ấy, cũng có cơ hội gia tăng ở trong cái thời gian này à, tuy nhiên quý vị cũng không được chủ quan lơ là Khi mà trong năm nay ấy, quý vị lại chịu ảnh hưởng bất lợi của cái lưu niên đại hao đấy cái số tiền tiêu thì cũng khá là nhiều nhất là trong các khoản chi tiêu ấy, cho những đồ có giá trị ấy. À, nếu mà quý vị không có kế hoạch sớm thì bản mệnh cũng rất là căng cái điều mà quý vị cần khắc phục trong năm nay ấy, là cái tính hay lo lắng của mình hay nghĩ nhiều của mình dưới cái ảnh hưởng của lưu niên suy nó nhập mệnh quý vị thường suy nghĩ quá bi quan khi mà đối diện với những rắc rối bất ngờ Quý vị hãy tin tưởng hơn vào bản thân à, Quý vị là những người vốn có tài Đừng có vội vàng bỏ cuộc Hãy coi khó khăn là cái cơ hội để rèn luyện bản thân Để mình ngày càng trở nên xuất sắc hơn à, Thưa quý vị à, Như vậy là dựa về cái mối quan hệ thiên can địa chi âm dương ngũ hành Và cái sao thứ mệnh thì chúng ta thấy rằng là gì Năm 2025 năm bất tị Thì cái vận trình của những người tuổi nhâm tí nữ mạng Có những cái khởi sắc trông thấy xua tan đi không ít những cái mây mù, xua tan đi không ít những cái đen đủi và mang lại cái vận may cho những người tuổi nhâm tí 1972, nữ mạng. Tình trạng xa sút do cái tam thai nó tác động thì cũng gần như đã gì, không còn, đã được hóa giải hết. Cái vận khí của quý vị tuy chưa thực sự được thăng hoa nhưng mà cũng sẽ được coi là ổn định, không còn quá nhiều cái căng thẳng, thăng trầm. Nhưng mà gì à, chỉ cần quý vị muốn có sự đột phá thì cũng cần phải cố gắng nhiều hơn nữa. À, quý vị cũng cần phải cẩn trọng chú ý về bản thân Để, và trong cái việc là nâng cao cái năng lực của mình lên hoặc là gì quý vị cũng nên cân bằng giữa cuộc sống và công việc thì mới có thể cải thiện được cái vận trình trong năm 2025 năm bất tỵ gặp cái vận niên xấu nó chủ về chuyện hao tài tốn của à, nếu mà có tiền trong túi thì quý vị cũng nên chi tiêu một cách tiết kiệm chớ nên tin theo cái lời rủ dê lôi kéo của những người à, không cần biết nếu mà quá ngây thơ ấy, thì quý vị dễ rơi vào cái bẫy của kẻ xấu và dẫn đến chuyện là tiền mất tật mang đấy trong năm 2025 thì nó có một vài cái sao xấu nó chiếu mệnh dẫn đến là sức khỏe của quý vị bị giảm đôi chút đấy cần phải đề phòng những cái chấn thương từ bên ngoài và những cái bệnh tật nó tiềm tàng bên trong à, đôi khi nó cũng sẽ phát bệnh khiến cho quý vị tốn kém rất nhiều cái tiền của để chữa trị vì vậy mà quý vị cũng cần phải hết sức lưu ý nếu có thể có dấu hiệu bất thường trong cơ thể thì quý vị nên đi khám chữa ngay bên cạnh đó để gia tăng sức khỏe thì quý vị cũng nên là gì năng luyện tập thể dục thể thao tham gia vào những câu lạc bộ để gì à, có được những cái buổi sinh hoạt vui vẻ và giúp cho quý vị có một cái năng lượng tích cực hơn. À, thưa quý vị à, như vậy là tử thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về cái vận trình tử vi chi tiết của những người tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972 nữ mạng. À, để tiếp tục chương trình thì tử thông cũng sẽ chia sẻ tiếp tục cho quý vị và các bạn về cái vận hạn của những người tuổi Nhâm Tý nữ mạng chi tiết trong trường từng tháng, xem là tháng nào tốt tháng nào xấu để quý vị có thể nắm bắt được chi tiết vận thế của mình trong từng khoảng thời gian từ đó giúp quý vị đưa ra được những quyết định đúng đắn hơn cho công việc trong cuộc sống để quý vị có một năm bình yên may mắn tài lộc dồi dào nhé xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây à, quý vị thân mến thì đầu tiên chúng ta cùng xét về cái vận hạn của những người tuổi nhâm tý 1972 nữ mạng trong cái tháng riêng âm lịch nó là tháng mậu dần ở trong tháng mậu dần thì dưới sự roi xoay đường dẫn lối của cái thiên đức cát tinh và cái lưu niên lâm quan ấy nhập bệnh ấy đúng không ạ À, vậy nên là gì trong cái tháng riêng âm lịch những người tuổi nhâm tý nữ mệnh thì sẽ chủ động làm những cái gì mà mình mong muốn miễn là chúng phù hợp với cái năng lực và quý vị đủ tự tin khi mà lựa chọn cái con đường của mình dù ở bất cứ kỳ cái độ tuổi nào thì để bắt đầu thì vẫn chưa quá muộn đúng không ạ miễn là quý vị đủ sức quyết tâm và theo đuổi đến cùng cái mục tiêu của mình nhiều cái hạng mục mới cũng sẽ được triển khai trong cái thời gian này tuy nhiên ấy À, không phải ai cũng hài lòng với cái cách làm việc của các bạn nhất là trong tháng này thì vẫn còn một vài cái hung tinh như là quan phủ và cái đà la đó nó cũng sẽ đem đến những điểm báo tiểu nhân quấy phá thị phi và đem đến cái họa về công quyền về pháp luật ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống à, vì vậy cho dù quý vị cố gắng hài hòa nhưng mà vẫn gì có thể bị nổi nóng bị kẻ xấu phá đám xuất hiện trong cái cuộc cuộc đời của các bạn à, rắc rối thì cũng có thể xuất hiện dưới cái dạng là kiện tụng tranh chấp thị phi vì vậy quý vị cần phải hết sức lưu ý và để bảo vệ bản thân mình, bảo vệ cái thành quả lao động của mình và gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình ấy, Thì những người tuổi nhâm tí 1972 nữ mạng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân là thân tí thìn để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang trì chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 chín để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi nhâm tí 1972 nữ mạng. Đó, đó là tháng riêng. Tiếp theo chúng ta cùng xét về vận hạn của những người tuổi nhâm tý trong cái tháng 2 âm lịch. Đấy, tháng 2 âm lịch đó là tháng kỷ mão. Thưa quý vị, nói chung ấy, trong tháng 2 âm lịch thì gặp được cái lưu niên quan đới nó trợ mệnh. Vậy nên là gì? Nó sẽ tạo nên cái khí thế hừng hừng đó. Những người tuổi nhâm tý nữ mạng thì có tham vọng và có cả quyết tâm hoàn thành các kế hoạch công việc với cái mong muốn là gặt hái được cái thành tích tốt trong cái thời gian này cùng với cái sự trợ lực của cái lưu niên lộc tồn nên là công việc nó tiến triển một cách là thuận lợi kinh doanh buôn bán thì được lộc tiền bạc tiêu không phải suy nghĩ nữa thì đây cũng là cái thời điểm lý tưởng để quý vị có thể mạnh dạn triển khai những cái dự án mới hay là bắt đầu khởi nghiệp với cái kinh nghiệm và cái số vốn ít đỏ của mình à bên cạnh đó trong tháng này thì lại gặp cục diện là gì Tí mão là tương hình là vô lễ chi hình Vậy nên là cái cục diện tương hình ấy nó cũng cho thấy là trong tháng này vẫn còn cái họa tiểu nhân vây hãm, những cạm bẫy đã trực chờ sẵn. Vậy nên là những người tuổi nhâm tý hành sự phải thận trọng. Thì ngoài ra cần đề phòng những cái tai nạn, những cái hình thương. Đó. May mắn là trong tháng này lại có cái lưu niên bác sĩ nó trợ mệnh. Vậy nên là gì? Cái sức khỏe của những người tuổi nhâm tý cũng sẽ khá là tốt, không có vấn đề gì cả. Tuy nhiên quý vị cũng không vì thế mà chủ quan, vẫn phải cẩn trọng trong vấn đề đi lại hoặc là khi tham gia giao thông. Đó. Nói chung tháng này cũng khá là tốt. Tiếp theo chúng ta xem tháng 3 âm lịch nó là tháng canh thìn. Thì vận hạn của những người nhâm tý nữ mạng 1972 ở à, trong tháng 3 âm lịch thì được cục diện tam hợp nó trợ lực lại thêm cái lưu niên mộc dục nó nó chưa đến nữa. Vậy nên là các mối quan hệ xã giao của quý vị trong tháng này cực kỳ là phát triển. Đấy. À, quý vị sẽ làm quen được với những cái người đồng nghiệp tốt bụng, luôn sẵn sàng giúp đỡ mình trong những lúc khó khăn, tìm được những người cùng chung chí hướng, cùng cố gắng hướng đến cái mục tiêu chung nhờ có họ mà công việc của quý vị cũng sẽ tiến triển xuân sẻ hơn thuận lợi hơn hẳn à, khó khăn thì cũng không còn quá đáng sợ nữa tuy nhiên cái hung tinh trong tháng này có thêm cái kình dương và cái trực phủ nó ăn ngữ nó xuất hiện vậy nên là nhắc nhở bản mệnh cũng cần phải là gì à, chú ý cái hạn tiểu nhân quấy phá hành sự thì nên đặt cái sự thận trọng lên hàng đầu tiền bạc tổn hao cũng nhiều đa phần là do cái chuyện tay bay vạ gió nó gây ra Đó. vì vậy để gia tăng thêm cái may mắn cho mình ấy, và hóa giải những cái xung khắc thị phi, hóa giải cái hạn tiểu nhân ám hại. Thì những người tuổi Nhâm Tý 1972 nữ mạng, quý vị hãy luôn nhớ nhé mang theo bên mình một cái vòng Tam hợp quý nhân, thân tý thìn để trợ vận hộ thân. Tiếp theo chúng ta xét đến tháng Tư lịch, Nó là tháng Tân Tỵ, tháng Tân Tỵ. Thì trong tháng Tư lịch, những người tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972 nữ mạng thì được lưu niên Trường Sinh nó hỗ trợ, lại có thêm cái cát thần là Thanh Long nữa. Đó. À, vậy nên những người tuổi Nhâm Tý nữ mạng À, cho thấy là trong thời gian này thì năng lực xử lý công việc của quý vị sẽ rất là tốt, xử lý đâu vào đó, làm việc cực kỳ hiệu quả và thu về cái lợi ích cũng như là cái thành công rực rỡ. À, quý vị có tinh thần tập thể rất là cao, sẵn sàng hy sinh cái lợi ích cá nhân để đem về cái lợi nhuận cuối cùng cho tập thể. Và cuối tháng cũng sẽ nhận được cái mức khen thưởng xứng đáng, đây là cái điều tất nhiên. À, trong tháng thì có cái thái tuế hung tinh nó hoành hành nên là quý vị cũng cần phải chú ý cái chuyện là miệng lưỡi thị phi, tiểu nhân quấy phá nói chung ấy, trong cái tháng này thì cũng dễ xảy ra những tranh chấp miệng lưỡi với mọi người nên là quý vị cần phải đề phòng cái chuyện tiểu nhân ám hại và cần phải đề phòng nhé à, đặc biệt là cái thêm cái thông tin tuế phá này nhưng mà bên cạnh đó chúng ta biết là gì nhâm thì lấy tị mão là quý nhân như vậy là gì trong tháng này những người tuổi nhâm tý thì cũng được quý nhân tương trợ giúp đỡ nhé nếu mà có khó khăn ấy, thì quý nhân cũng sẽ xuất hiện kịp thời và giúp cho quý vị có được một cái uh, trải nghiệm thật là gì may mắn đó Tiếp theo chúng ta xem tháng 5 lịch, nó là tháng nhâm ngọ. Tháng này thì chúng ta biết là quý vị có lưu niên dưỡng nhập bệnh đó. À, cho thấy bọn quý vị là một trong những người khá là nhiệt huyết, cẩn thận. Tuy nhiên, cái thái độ cứng nhắc, thiếu cởi mở trong tháng có thể khiến cho các mối quan hệ của quý vị và các thành viên trong gia đình bị căng thẳng. Lại thêm cái cục diện là gì? Tí ngọ là tương xung nó ăn ngữ. Đấy, vậy nên là gì? Trong thời gian này nó gây ra những cái tổn hại rất lớn cho những người tuổi nhâm Tý, là nữ mạng trên các phương diện đặc biệt là sức khỏe. Bên cạnh đó, tinh thần của quý vị cũng không được tốt. Đôi khi những người tuổi nhâm tý cũng sẽ cảm thấy buồn về một số chuyện đã qua. Quý vị hãy nhanh chóng thoát ra khỏi cảm xúc tiêu cực đó. Hãy gì làm mới lại mình đi. Chớ nên âu sầu, chớ nên lo lắng vì những cái chuyện đã qua. Tinh thần thoải mái thì quý vị mới có được cái sức khỏe khỏe mạnh, đúng không? Và ngoài ra thì trong tháng này cũng vẫn còn cái thiên không và cái tiểu hao nó rình rập. À, dù ảnh hưởng không quá lớn nhưng mà quý vị cũng nên chú ý cái túi tiền của mình giữ một cách cẩn thận đề phòng bị kẻ xấu lừa gạt hoặc là gì à, mất tiền mất vì vì tình hoặc là vì vì buôn bán kinh doanh đặc biệt quý vị cần phải thận trọng với những người ngỏ lời vay tiền nhằm mục đích không chính đáng kéo tiền đi thì mà không bao giờ trở lại với với quý vị đúng không ạ à, vậy nên là gì trong tháng này để gia tăng thêm cái may mắn và hóa giải những xung sát tị phi thì những người tuổi nhâm tý 1972 nữ mạng quý vị hãy luôn nhớ nhé mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân thân tí thìn để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ, vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Đó. Quý vị có thể liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 919 để thỉnh cái vòng tác hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi nhâm tý 1972 nữ mạng. Tiếp theo, chúng ta cùng xét về cái tháng 6 âm lịch, nó là tháng quý mùi. Thì vận mệnh của những người tuổi nhâm tý 1972 nữ mệnh trong tháng này thì có lưu niên thai nó nhập mệnh lại gặp cục diện là gì tí và mùi là cục diện lục hại cục diện lục hại vậy nên là gì nhắc nhở quý vị trong cái tháng 6 lịch ấy, thì dù mọi việc có đang tiến triển tốt đến đâu đi chăng nữa thì quý vị cũng không được phép lơ là chủ quan nếu mà được phân công cho những nhiệm vụ quan trọng thì các bạn nên cố gắng hết sức thực hiện và khẳng định cái vị thế của bản thân cái phương diện tiền bạc trong thời gian này cũng không có quá nhiều cái biến động à, quý vị cũng cần phải cẩn trọng trước khi đưa ra quyết định đó đặc biệt là quyết định đầu tư tránh để kẻ xấu phát hiện ra những cái sơ hở lợi dụng và lừa gạt tiền của quý vị. À, bên cạnh đó, trong tháng này lại xuất hiện cái lưu niên tăng môn, nó gây ra chuyện tăng tóc buồn thương trong gia đình. Quý vị cần phải chuẩn bị tâm lý sẵn sàng đối đối mặt với những chuyện đau buồn trong cuộc sống nhé. Đó. Và trong tháng này để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình, quý vị luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân để được trợ mệnh hộ thân. Tiếp theo chúng ta cùng xét đến tháng 7 âm lịch. Tháng 7 âm lịch nó là tháng, nó là tháng giáp thân thì trong tháng 7 âm lịch ấy, thì vận trình công việc của những người tuổi nhâm tý nữ mạng thì rất là thuận lợi khi mà được cái cục diện là gì tam hợp quý nhân nó nâng đỡ nó che chở đó và thêm nữa lại được các cát tinh như là cái uh, thiếu âm và cái sao thiên việt đó. Uh, vậy nên là gì nhân cái lúc này thì quý vị hãy thực hiện những cái dự định mà mình đã bổ từ lâu đừng có ngại ngùng hay là trì hoãn đánh mất đi cái cơ hội về mình uh, trong cái thời gian này thì quý vị còn được cái lưu niên nữa là cái gì cái thêm cái tấu thư nữa cái tấu thư cái tấu thư nó cũng là một cắt tinh chiếu mệnh cho thấy quý vị giỏi giao tiếp và điều này đã trở thành một cái lợi thế của, của các bạn những người tuổi nhâm tý nhờ đó mà có thể thuyết phục được khách hàng mà mình tin tưởng đó tuy cái thời này thời gian này nó hơi mệt mỏi hơi căng thẳng nhưng bù lại cái thành quả lại được gì tích cực đấy tuy nhiên ở trong tháng này lại có lưu niên tuyệt nó chậm mệnh nên là chuyện tình cảm xuất hiện những cái trục trặc các mối quan hệ xã giao thì đôi khi dối gian, ảnh hưởng xấu đến cái tâm lý. À, cái điều mà bản mệnh cần phải làm nhất trong thời gian này là dĩ hỏa vi quý, bình tĩnh giải quyết thì mọi công việc mới được suôn sẻ và hanh thông được. Đó, vì vậy quý vị nên chú ý đề phòng nhé. À, tiếp theo chúng ta cùng xét về cái tháng 8 lịch, nó tháng ất dậu đúng không ạ? Thì trong cái tháng 8 lịch tháng ất dậu ấy thì những người tuổi nhân tý thì gặp cái liên niên mộ nhập mệnh đó à, quý vị sẽ gặp khá nhiều khó khăn bất chắc khi mà chịu ảnh hưởng của cái rất nhiều thông tin đấy à, cái liên liên mộ nhập bệnh kèm theo cái cục diện là gì tí và dậu là là tương phá đấy nó đem lại nhiều cái ảnh hưởng không mong muốn trên cái con đường phát triển sự nghiệp của những người tuổi nhâm tý à, cái sự chủ quan cái sự lơ là có thể khiến cho những người tuổi nhâm tý sẽ vướng vào những cái sai lầm những cái thiếu sót những nhầm lẫn gây ảnh hưởng lớn đến cái chất lượng công việc của quý vị à, bên cạnh đó lại thêm cái ông quan phù và cái phi liêm này nó ăn ngữ nữa Vậy nên ở đây cũng là cái điểm báo có thể xuất hiện những kẻ tiểu nhân ném đá giấu tay hay là vì lòng đố kỵ mà sinh ra thư kiện. Đối phương sẽ tìm cách để phá hoại cái công việc của quý vị đã xây dựng từ bấy lâu nay, cũng có thể tung ra những cái tin đồn thị phi, phá hoại cái danh dự của quý vị. Bởi vậy, trong thời gian này, các bạn nên thuận trọng khi mà hành sự để không bị sập bẫy của kẻ tiểu nhân. Đó. Tiếp theo chúng ta xem tháng 9 âm lịch. Tháng 9 âm lịch nó là tháng Bính Tuất đúng không ạ? Thì trong cái tháng minh tuất này những người tuổi nhâm tý nữ mạng thì chịu cái sức ép từ cái lưu niên lưu niên tử nó nhầm bệnh này đó à, và vậy nên là gì cái vận trình tài lộc nó đi xuống rõ rệt à, trong khi bản mệnh đang phải loay hoay với những cái rắc rối trong công việc à, tìm đủ mọi cách để cải thiện cái thu nhập thì tiền bạc cũng thường thất thoát theo một cách rất khó hiểu tuổi này thì bị quá nhiều cái chuyện nó làm cho mà quý vị phải quan tâm vì thế mà cái việc kiếm tiền nó có phần bê trễ có thể do mất phương hướng trong công việc, trong cuộc sống là cái lý do khiến cho quý vị đến giờ mà vẫn chưa tìm ra được cái con đường đi cho riêng mình nên là tài lộc thì đôi khi cũng khó mà tụ cái điểm sáng trong cái tháng tháng chín âm lịch ấy là được cái lưu niên hỷ thần hỷ thần nó và ghé thăm đấy à, vậy nên nó cũng mang đến nhiều cái tin vui cho gia đình cho con cái đấy quý vị đối nhân xử thế thể hài hòa thường tạo được các mối quan hệ tốt đẹp với mọi người xung quanh đó à, vậy nên là gì tháng này thì nói chung là cái hung vận nó vẫn khá là cao quý vị cũng không được phép lơ là nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ đến tháng 10 âm lịch nó tháng đinh hợi. trong tháng 10 đinh hợi thì quý vị gặp cái lưu niên bệnh lưu niên bệnh đúng không ạ? Và cái lưu niên bệnh phù nó ăn ngữ. Đấy. À, bên cạnh đó thì gặp nhiều cái hung tinh nó báo về báo hiệu cái tình hình sức khỏe của quý vị trong tháng này không được tốt. À, nữ mệnh tuổi nhâm tý thì cũng không được cái, cái sức khỏe tốt như cái thời gian trước. Quý vị thường xuyên cảm thấy đau yếu, kém ăn kém ngủ, thiếu thời gian để nghỉ ngơi, khiến cho cơ thể bị suy nhược toàn diện, nhiều vấn đề nó xảy ra trong cuộc sống sẽ gây ảnh hưởng xấu đến cái sức khỏe của quý vị để hạn chế những cái điều này thì quý vị cần phải tập cái thói quen buông bỏ cái gánh nặng à, không nên để cái cảm xúc nó chi phối khi mà hành động à, khi gặp cái vấn đề thì quý vị có thể là nhờ đến sự trợ giúp của vàng là gì à, nhờ cái sự trợ giúp nhờ sự chia sẻ của con cái trong nhà cũng như là của người thân cũng không nên ôm đồm quá nhiều chuyện cùng một lúc Đó. vậy nên là gì trong thời gian này để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình thì những người tuổi nhâm tý cũng hãy luôn nhớ nhé mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân thân tý thìn để mời trợ mệnh hộ thân vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng quý vị có liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi nhâm tý 1972 nữa mạng À, tiếp theo, Tử Thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về cái vận trình của những người tuổi nhâm tý trong cái tháng 11 âm lịch là tháng mậu tý. Thì trong cái tháng 11 âm lịch tháng mậu tý này này, thì đây là một cái tháng mà hối hả với khá nhiều cái dự định với khá nhiều cái mục tiêu vậy, hoàn thành để gì chuẩn bị mà trong cái quý cuối cùng để ăn tết với nhiều cái dự định với nhiều kế hoạch đã ủ từ lâu à, cũng sẽ được thuận lợi hanh thông nhờ có cái lưu niên long đức nó hỗ trợ đó à, bên cạnh đó thì quý vị có thể đón nhận một vài cái tín hiệu tích cực trong cái thời gian này. đây cũng là cái kết quả sau những cái chuỗi ngày nỗ lực phấn đấu trong suốt từ đầu năm đến giờ, đúng không ạ. bên cạnh đó, cái lưu niên thiên khôi đây là cái quý nhân nó ghé thăm, nhờ thế mà quý vị cũng có khả năng là gì thấu hiểu, thấu cảm. bên cạnh đó, à, quý vị không cần phải dùng cái uy lực mà vẫn gì được người khác kính nể. nhiều cái vận hạn của quý vị cũng vì thế mà được lùi để lùi sang, mang lại cho các bạn một tháng mới hanh thông thuận lợi. Cái điều duy nhất mà các bạn cần phải quan tâm trong cái tháng này chính là cái tình hình sức khỏe nó không được tốt do chịu ảnh hưởng của cái lưu niên nên, suy nó nhập mệnh này này. Chủ yếu là tinh thần không được thoải mái vì suy nghĩ quá nhiều. Cái cách tốt nhất là quý vị không nên hướng cái suy nghĩ theo cái chiều hướng bi quan tiêu cực. À, gì quý vị nên chia sẻ với mọi người, với người thân của mình khi mà gặp những khúc mắc nhé. Đó, vì vậy để gia tăng thêm may mắn thì quý vị hãy luôn nhớ nhé mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân để trợ mệnh hộ thân. Tiếp theo chúng ta xét đến vận trình của những người tuổi nhâm tý 1972 nữ mạng trong cái tháng 12 âm lịch tháng kỷ sửu thì trong tháng 12 âm lịch những người tuổi nhâm tý thì được cục diện là tý sửu nhị hợp, Đói. lại có thêm cái lưu niên đế vượng nó nhập mệnh nữa đế vượng cộng với nhị hợp thì nó sẽ nâng bước nâng đỡ cái vận trình công việc của những người tuổi nhâm tý được thuận lợi hơn khi mà mọi thứ đi vào cuồng quay ấy, thì sẽ đỡ tốn quá nhiều thời gian và công sức hơn trước đó chỉ cần quý vị các bạn bỏ công bỏ sức ra ấy, thì ắt sẽ thu được những thành quả xứng đáng thời gian này thì tình hình tài chính cũng không có gì đáng phải lo lắng không phải nghĩ ngợi khi mà quý vị sống rất là tiết kiệm à, trong cái tháng cuối năm này thì công việc bận rộn lao lực lại có thêm cái hung tinh bạch hổ nó và chiếu mệnh kèm theo cái liên nguyên phục binh nữa à, vậy nên dự báo là cũng có nhiều vấn đề bất ngờ nó xảy ra với sức khỏe của những người tuổi nhâm tý À vì vậy quý vị không được chủ quan à, còn cái liên minh phục binh nó gây ra những cái tai họa và cái hạn tiểu nhân ghen ghét đố kỵ ngấm ngầm hãm hại Đấy, vì thế cho nên là gì những người tuổi nhâm tý hãy luôn nhớ nhé mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân thân tý thìn để được trợ mệnh hộ thân vòng nó được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi nhâm tý 1972 nữ mạnh. À, thưa quý vị, như vậy là tử thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về cái lá số tử vi à, của những người tuổi nhâm Tý sinh năm 1972 nữ mạnh trong năm 2025 năm Ất Tỵ. Hy vọng những cái thông tin mà tử thông chia sẻ sẽ giúp ích phần nào đó cho quý vị nắm bắt được cái vận thế, từ đó sẽ đưa ra được những quyết định đúng đắn hơn trong công việc trong cuộc sống, à giúp quý vị có một năm bình yên, may mắn, tài lộc dồi dào. À, rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi à, quý vị đừng quên đăng ký Kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo à, Xin cảm ơn